Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Mình tên là Sơn, sinh năm 1983. Tên nick trên Facebook là Vườn Lan Trường Sơn. Số điện thoại là 0987829002. Số điện thoại mình dùng cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Thì sau đây là mình cũng giới thiệu cho các bạn một số cái mặt hàng để chia sẻ cho tất cả anh em đam mê và yêu thích hoa lan rừng trên mọi khu vực, mọi vùng miền. Thì tiếp tục cho cái đơn hàng, mình có một chia sẻ cho các bạn một số cái ki hồng mắt cua nhé các bạn nhé. Ki này khá là dài và rất là ổn. Vì hồng mắt cua này thì nó một trong những cái thời rất là hot. Nhưng bây giờ thì sau nhiều cái hồng khác nó ra rồi thì nó bớt hot đi. Nhưng mà giá thì các bạn có thể nói là để chơi cho được. 17 sen thân 1 này. Thân 2 khoảng 28 sen. Thân 3 là 26 sen. Thân thứ 4 là 36 sen. Hồng mắt cua. Hồng mắt cua này thì phải nói là hoa thì rất là đẹp rồi. Đấy, chẳng qua là nó không được làm giá đâu, như các bạn đã biết rồi, anh em đã biết rồi đấy. Bây giờ muốn có giá thì là phải được làm giá đấy. Cho nên là cái cơ bản nữa là cái độ đẹp nó cũng khác nhau. Đây, mình cũng chả dám nói gì so sánh gì cả, nên là độ hot nó khác nhau. Thôi thì chúng ta để sưu tầm thì chắc chắn là có rất nhiều anh em là cũng chưa đủ cái tài chính để có thể là sưu tầm được những cái cây nó cực kỳ là hay, cực kỳ là đẹp, thì chúng ta có thể sưu tầm những cái dòng này. Thì ngay cả bản thân mình đây, mình cũng chơi cũng khá là lâu rồi, năm nay bắt đầu mới vào một số cây va trồng để vườn đấy, thì cũng vừa là làm kinh tế, vừa là để cái thỏa nỗi niềm đam mê, nâng cấp dần lên. Thế là anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua cái số điện thoại ở đầu clip mình gửi cho các bạn. Vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Thì đây là mình còn một giò thân thủ nữa, đó là hoàng thảo kèn thân thủ, cực kỳ to và đẹp luôn, cũng có hai thân. Thân này là cái thời điểm là đợt vừa rồi là nó bị sâu mất ngọn, cho nên là cây nó không phát triển được, nhưng mà nó đẻ ra được một cái cây như này, cực kỳ là to. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây, dòng này rất là to. Thân to này thì cũng rất là ít gặp, bởi vì ngoài tự nhiên thì bây giờ nó cũng không còn nhiều nữa. Đây là trồng năm nay năm thứ 3 tại vườn, cho nên là anh bán với giò này với giá là 1,2 triệu nhé. Độ dài thì 1, 2, 3, 4, độ 1 mét. 1 mét thân này. Đấy, một thân tơ này, năm nay được 1 mét. Đấy, 1,2 triệu, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, nên là các bạn cũng phải hiểu rằng là khi mà chúng ta mua những cái giò hoa lan đẹp, những cái cây lan đẹp thì đương nhiên giá tiền nó cũng sẽ khác nhau, chứ mình không thể so sánh hết được. Nó sẽ chênh lệch rất nhiều so với nhà vườn của mình, vì mình là cái gốc từ trước giờ là mình làm chuyên về kèn, là từ những năm 2004-2005 trở về trước, nên mình mua được giống của trực tiếp của những người dân, nên là rất là rẻ, nên chia sẻ cho mọi người với giá nó rất là hợp lý. Còn đây là anh đồng chí này là cũng hàng xóm, nên đông là khi phải đi mua về thì các bạn biết rồi, mua về thì qua tay nọ qua tay kia rồi cái công chăm sóc thì nó cũng sẽ khác, cho nên là mọi người cũng hết sức là thông cảm. Anh em nào cảm thấy hợp nhãn thì các bạn cảm thấy muốn sưu tầm thì các bạn cứ alo, còn nếu các bạn cảm thấy là không hợp lý lắm thì các bạn có thể là chỉ là chấm một chấm để cho mọi người biết thôi. Đấy, thì tiếp nữa đây là mình cũng chia sẻ cho các bạn một giò kèn Lai Châu hàng chuẩn, và mặt bông thì tím đậm, được trưng bày hàng năm. Thì giò này là mình cũng bán hộ cho cái anh hàng xóm thôi. Giò này thì cũng có 3 thân các bạn nhé, 3 thân đây, phát triển đây, cây cực là đẹp và rất là ổn. Độ dài được khoảng 35 đến 40 phân. Giò này bán ra là 1 triệu các bạn, 3 thân. Vì nó đẹp hơn nên là các bạn cũng phải hiểu rằng là anh ấy chăm tốt hơn và cây nó khỏe hơn thì đương nhiên là cái giá trị nó cũng sẽ khác so với những cái giò mà mình đang bán ở vườn. Và đây là anh cũng phải đi mua về, cho nên là mình cũng đăng hộ thôi. Và cái cây này là 1 triệu, cây rất là khỏe các bạn nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đây,
Đấy, cây rất là khỏe và phát triển rất là ổn. Đấy, giò này là 1 triệu.